Sư cô Thích Nữ Tuệ Tâm từng có thời gian dài du học bên Trung Quốc. Sau khi về nước, với vốn kiến thức và từ vựng Trung Văn phong phú, sư cô là một trong số các dịch giả cần mẫn tại Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo quốc tế. Ngoài kinh Phật, thời gian qua, sư cô cùng chư tôn đức tại trung tâm phát tâm thực hiện một số tác phẩm đặc biệt, đó là truyện tranh Phật giáo, tiêu biểu là cuốn câu chuyện Hiếu Đạo và kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyên. Thì quyển kinh Địa Tạng nó là của một cái vị người Đài Loan, người ta vẽ mất cái đó thì mất hết 3 năm. Và mình nói truyện tranh nhưng mà thực ra là nó chỉ là mượn cái tranh để mà diễn ra lời kinh Địa Tạng thôi. Thì nó tầm là 510 trang. Thì cô làm cái đó vừa dịch mà vừa làm kỹ thuật thì tầm 1 tháng thôi. Thì mình cảm thấy nó rất là tâm đắc. Mình không biết sao lúc đó, bình thường mình đọc kinh Địa Tạng thì mình đã thích rồi. Nhưng mà thông qua những cái hình ảnh và lời kinh người ta được tóm gọn lại ấy, thì mình cảm thấy mình thích hơn. Ngay khi tiếp xúc với những cuốn truyện tranh đầu tiên, sư cô Tuệ Tâm đã yêu thích đặc biệt với hình ảnh đầy màu sắc và chứa đầy tinh thần từ bi, trí huệ. Chính vì thế mà tốc độ dịch cũng như làm kỹ thuật được sư cô thực hiện rất nhanh. Tất nhiên, quá trình làm việc đều phải rất cẩn thận để làm sao giữ được nguyên tắc, nhưng cũng phải phù hợp với văn hóa, lối sống và tinh thần của Phật giáo Việt Nam. Theo từ xưa tới nay, mình quan niệm là truyền tranh là để cho trẻ em, nên trong quá trình mình dịch là mình phải lựa những cái lời, những cái từ ngữ, những cái ngôn từ nó phù hợp với cái lứa tuổi của trẻ em. Ví dụ như là đọc kinh bình thường thì cũng là bản kinh đó thì có nhiều điểm mấy em là sẽ không hiểu, nhưng mà thông qua cái những cái hình ảnh trong truyện tranh và thông qua cái lời mà mình, cái ngôn từ mình chọn nó đơn giản thì nó phù hợp, thì mấy em là sẽ dễ dàng nó tiếp cận với kinh điển hơn, với giáo lý hơn. Đến lúc này, số truyện tranh do sư cô Tuệ Tâm cùng chư tôn đức xuất bản đã lên tới 20 cuốn, được hỗ trợ bản quyền từ Phật giáo Đài Loan và Sri Lanka. Điều đáng mừng là các ấn phẩm này được đón nhận ở nhiều nơi, đặc biệt là có được sự yêu thích của rất nhiều em nhỏ. Lần đầu tiên mình nghe một cái tin rất là vui là có một cái trường tiểu học ở dưới Quảng Ninh là các thầy cô đã mua một lần mấy chục quyển như vậy để về tặng cho các em ở dưới trường tiểu học ở Quảng Ninh. Không biết một cái trường tiểu học nào đó, và người ta có quay luôn một cái video rồi gửi về lại cho trung tâm mình họ phản hồi. Thì mình thấy các em trong một cái lớp đọc rất là vui, rất là thích. Thì tiếp nữa là rất là nhiều người họ mua. Và ngoài ra thì bố mẹ lúc nào mà mình thấy sau này khi mà cái phiên bản của mình đầu tiên là chỉ là ấn tống để tặng thôi. Sau này cái khi mà phiên bản nó xuất bản thì khi bố mẹ mua những cái sách của trung tâm thì là người ta đặt luôn cái quyển câu chuyện Hiếu Đạo để về tặng cho con của mình. Trong thời gian tới, Chư Tăng Ni sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác biên dịch các tác phẩm truyện tranh Phật giáo. Qua đó, giúp cho những câu chuyện Phật giáo được truyền tải dễ dàng hơn với những người đọc.